Các trường học trên cả nước đã bắt đầu tổ chức các cuộc họp phụ huynh. Một nội dung mà các bậc phụ huynh thường quan tâm đó là các khoản đóng góp đầu năm học mới. Tại Hải Dương, phụ huynh lớp 10 của trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3 đã nhận thông báo là mức đóng dự kiến lên tới gần 9 triệu đồng. Nhiều nghi vấn đặt ra về việc lạm thu của nhà trường. Trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3, nơi đang xuất hiện những thông tin nghi vấn về việc lạm thu khi mà một học sinh lớp 10 vừa vào trường sẽ phải dự kiến đóng khoản tiền 8 triệu 715 nghìn đồng, một số tiền rất lớn đối với người dân ở vùng thuần nông này. Ông Tuyên không có con học ở trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3. Tuy nhiên, ông được một phụ huynh của trường này gửi cho bản dự kiến các khoản thu. Thấy bất thường, ông đã đăng lên mạng xã hội, có 21 mục tất cả. Tôi thấy bất tâm lý nhất là mình đã có xã hội hóa rồi, và cả tiền TV là bổ sung cho cơ sở vật chất của nhà trường. Hai khoản đó không thể bóc tách. Bảo hiểm thân thể 300.000 tôi đánh giá là cao. Tiền gửi xe 360.000 một năm tôi cũng đánh giá là cao. Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3 khẳng định đây đúng là bản dự kiến các khoản thu mà giáo viên gửi cho học sinh. Tuy nhiên, bản này lại có nhiều mục khác với bản mà nhà trường gửi cho giáo viên. Như tiền gửi xe không phải 360.000 mà là xe đạp 100.000 đồng một năm, xe máy, xe điện 200.000 đồng một năm. Nước uống là 70.000 một năm chứ không phải 100.000 đồng. Và nhất là tiền học phí, học thêm và học hè. Đặc biệt nhất là cái học phí mà chưa có cái quyết định của Ủy ban dân tỉnh, chưa có hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo mà đã thấy có một số tiền ở đấy là tôi rất giật mình. Đấy. Ngoài ra như là dạy thêm học thêm cũng vậy, chưa có vấn đề gì cả về học, chỉ trong cái nội dung hướng dẫn của chúng tôi cho tất cả các lớp và phụ huynh chắc nắm được là hướng dẫn là thu 8.000 đồng trên một tiết đúng với lại cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đấy, và sẽ tổ chức sau khi hoàn thành hồ sơ báo cáo sở. Có lẽ là giáo viên chủ nhiệm phiên ngay cái nội dung chung chung ấy thành một cái nội dung cụ thể. Hiệu trưởng nhà trường cho biết chỉ có khoản thu bắt buộc là học phí, gửi xe, bảo hiểm y tế. Còn lại 16 khoản là thỏa thuận, tự nguyện. Vấn đề là có nhiều khoản giống nhau. Như đã có bảo hiểm y tế thì sao lại còn thêm bảo hiểm thân thể? Bảo hiểm thân thể này, đây là cái bảo hiểm thỏa thuận. Nếu mà các em mua đấy thì các em được hưởng. Vậy còn với mục khảo sát, đã đóng khoản này rồi, sao lại còn thêm kiểm tra chung? Chúng tôi tổ chức dạy thêm học thêm. Đấy, thì sẽ tổ chức 2 hoặc 3 đợt để khảo sát, đánh giá, thi thử thì phải có sự hỗ trợ. Hỗ trợ vì ra đề, phản biện đề, đấy, tổng hợp đề, hoặc là chấm thi, hoặc là coi thi, vân vân. Đồng phục học sinh cũng gây chú ý khi có tới 5 áo và 3 bộ thể thao quốc phòng. Đồng phục cho học sinh khối 10 học là mặc may và mặc trong 3 năm, hướng các em tới cái đẹp, cái sạch, cái văn minh và cái khang trang. Nên là với phụ huynh và với chia sẻ với các em vào những giờ chào cờ, tôi đều nói các em hãy đến trường bằng những bộ trang phục đẹp, sạch. Đấy. Và từ cái đó thì các em có khát vọng vươn lên được. Ta mặc một bộ quần áo cũ, ta mặc một cái rách và ta chấp nhận cái đấy khó mà thay đổi được. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Miện đã có các đoàn thanh tra làm việc với nhà trường. Quan điểm là sẽ xử lý thật nghiêm đối với những thủ trưởng các đơn vị thực hiện không đúng quy định. Và với quan điểm là xử lý để thông tin tuyên truyền, để răn đe cho đối với các cái đơn vị khác. Hiện, giáo viên cung cấp tờ thông báo dự kiến các khoản thu này đã xin nghỉ ốm một tuần vì áp lực quá lớn của dư luận. Để ngăn chặn lạm thu trong trường học thì cách đây 13 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tư số 55 quy định các khoản nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu của học sinh. Thứ nhất là các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện. Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, đảm bảo an ninh của nhà trường. Thứ ba là trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học hay vệ sinh trường. Tiếp theo là khen thưởng cán bộ quản lý, rồi giáo viên, nhân viên nhà trường.
mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc là cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục. Và cuối cùng là sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Văn bản pháp luật thì đã đầy đủ rồi, chỉ có thực thi như thế nào mà thôi. Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh, để ngăn chặn lạm thu trong nhà trường thì phải nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, cũng như làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu lạm thu. Trường thì cũng trăm hoa đua nở, mỗi trường một kiểu khác nhau. Trường thì thu tiền nước, trường thì thu tiền vệ sinh, trường thì thu tiền cơ sở vật chất. Nhưng theo cái quy định tại khoản 4 điều 10 thông tư 55, những khoản đấy là những khoản không được phép thu của phụ huynh. Thì như vậy thì chúng ta cũng phải về cái trách nhiệm quản lý thì ở cái cấp độ địa phương cũng phải đưa ban hành một cái văn bản quy định là những cái khoản nào chúng ta được thu và định mức cái khoản đấy nó như thế nào. Chỉ các sở giáo dục đào tạo mới nắm rõ được tình hình trên cái địa bàn mình là như thế nào, từ đó mới có thể tham mưu được cho Ủy ban Nhân dân các cấp để ban hành các cái văn bản. Thì tôi nghĩ cần phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các bà, đặc biệt là của Sở Giáo dục và Đào tạo, và đồng thời là nâng cao cái vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp, phải nâng cao hiệu quả trách nhiệm giải trình cũng như là phải quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi khi có một thông tin về lạm thu trường học xuất hiện thì trên các diễn đàn mạng xã hội, phụ huynh đều thể hiện sự bức xúc. Thế nhưng không mấy người lại dám trực tiếp nêu lên ý kiến của mình với nhà trường. Họ ngại rằng là con mình sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, chỉ khi các phụ huynh mạnh dạn nêu ý kiến, các vấn đề mới được làm sáng tỏ. Trách nhiệm của phụ huynh là rất lớn trong việc ngăn chặn lạm thu trong trường học. Trong vụ việc nghi vấn lạm thu ở trường Trung học Phổ thông Thanh Miện 3, phụ huynh của nhà trường ngại lên tiếng. Họ phải nhờ phụ huynh ở nơi khác nêu vấn đề. Ngại không dám chia sẻ đối thoại thẳng thắn với nhà trường, là họ cũng có cái sự e dè trong cái việc lo lắng cho cái việc học tập của con em mình ở trường. Còn đối với về phía tôi thì với trách nhiệm ý thức của người công dân thì cũng truyền đạt cái ý kiến đóng góp của phụ huynh và nhân dân đến các cơ quan chức năng để giải quyết. Hiệu trưởng trường Thanh Miện 3 thì khẳng định sẽ không có chuyện trù dập học sinh bởi mọi sự giám sát giờ đây rất chặt chẽ. Không có cái gì khó dễ, bây giờ chúng ta học và tất cả điểm nó đẩy lên hệ thống. Đấy, nhận xét hàng ngày và trong lớp các em nhìn được nhau. Đấy, chỉ cần vênh nhau điểm, chỉ cần nhận xét sai là có vấn đề rồi. Không có cái gì là không công khai và dân chủ và minh bạch cả. Thầy có cam kết được 100% là sẽ bình đẳng trong cái việc đánh giá học sinh hay không ạ? Bởi vì phụ huynh nói rằng là thầy có thể phát biểu như thế đấy, nhưng trên thực tế thì không dễ để mà thực hiện ạ. Chính xác là không dễ mà thực hiện. Vì là muốn thay đổi, phải là thay đổi trong tư duy của người quản lý đã đành, nhưng phải tất cả các thầy cô và các em học sinh và các bậc phụ huynh. Và khi mình nói là thay đổi được, phải bắt đầu từ cái sự dân chủ. Đấy, để học sinh, các thầy cô phải lắng nghe được học sinh nói, và chúng tôi phải lắng nghe được phụ huynh nói. Đấy, chứ bây giờ không trao đổi và chúng ta cứ bảo là sợ hoặc là ngại. Bây giờ tôi là người quản lý và tôi đứng đây, tôi và cả quyết với các anh ấy chị rằng là 100% tôi làm được, là nói trên giấy, nói một lời hứa để hài hòa, mà phải có một cả một quá trình, một cái sự tác động về tư duy đấy, của cả một xã hội. Đấy, sau đó từng người lãnh đạo đưa ra một cái phương hướng mà giải quyết được thì là rất tốt. Để giám sát việc thu chi tại các nhà trường, trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo là rất lớn. Sở đều có văn bản hướng dẫn quy định các mức thu, và các mức thu này đều được đăng tải trên các trang web của mạng của sở và của chỉ đạo cho các phòng giáo dục đào tạo. Đồng thời là yêu cầu các nhà trường tuyên truyền và công khai các cái khoản thu, mức thu ở trong nhà trường, và những khoản thu nào là khoản thu bắt buộc và khoản thu nào là khoản thu tự nguyện, để cho phụ huynh nắm được. Và trong quá trình đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đoàn thanh tra kiểm tra là phải thực hiện là kiểm tra cái việc công khai tại các nhà trường. Việc trường Thanh Miện 3 có lạm thu hay không sẽ được các cơ quan chức năng xác minh. Hiệu trưởng nhà trường khẳng định sẽ nhận mọi quyết định kỷ luật nếu có. Nhưng lỗi đầu tiên mà ông nhận ra là đã không có thông tin về các khoản thu một cách chính xác, thông suốt
từ nhà trường tới giáo viên và phụ huynh. Nhu cầu về chất lượng giáo dục ngày càng cao, trong khi hoàn cảnh thì đất nước ta thì không thể nào đáp ứng mọi mong muốn của các bậc phụ huynh đối với việc học tập của con em mình, thì việc xã hội hóa là cần được khuyến khích. Và rõ ràng là nhiều phụ huynh sẵn sàng đóng góp để học sinh có quạt mát hơn, có đèn điện sáng hơn để đảm bảo và thiết bị học tập cũng đầy đủ hơn. Thế nhưng, việc đóng góp này đầu tiên là phải trên tinh thần tự nguyện và không thể cào bằng bởi điều kiện của các gia đình là khác nhau.